Hello, xin chào thầy các bác đã quay lại với cửa hàng Kỳ Audio Hôm nay anh Kỳ sẽ lên sóng cho anh em một bộ Đó là bộ Lin Array Spirit anh em nhé Và hôm nay thì em mới có thể gian tháo cho anh em xem qua Về cái nội thất của bộ uh, Spirit này Tại sao cái chất âm nó lại hay đến như vậy Thì xin thưa các bác rằng nếu như bác nào là sự kiện lâu năm Hoặc là những anh em nào mà chơi lo Và tự như là đã tham khảo rất là nhiều dòng rồi Đã chơi rất là nhiều rồi Thì uh, hôm nay em cũng tháo nội thất ra Thì khá bất ngờ về bên trong anh em ạ Thật sự mọi người luôn là bình thường em mua hàng ấy Thì rất thứ nhất là phải đây là thương hiệu và hai nữa là ngày hôm nay đây là bộ array Cerberus anh em nhé đó và tổng cộng bộ này thì nó là có gồm bao gồm là bốn tay bốn tay và mỗi tay nó sở hữu cho mình nó là một bát 25 mươi bmc bát này thì không quá không cần gì phải nói nhiều trên dòng bát này bát này nó được sở hữu trên rất những dòng loa nổi nhiều dòng nổi tiếng khác đó kể cả như kể cả nixo anh em nhé đấy nixo bs 10 anh em nên nhớ nhé hay là cả kể cả đen cao cấp của thằng uh, như là ak 10 đó ak 12 thì anh em đó là những dòng loa mà cũng nói luôn là những loa mắc tiền sử dụng bán này chưa anh em nhưng cứ trên mỗi Mối thương hiệu thì cái giá nó sẽ là khác nhau được chưa mọi người đó tất nhiên là thương hiệu lớn hơn thì nó sẽ là cao cao hơn thôi đó là cái bình thường mọi người ạ đấy cái đấy anh em nào không biết nhưng mà cái hai là ngày hôm nay Đó là nằm trên serbit hay là lô thương hiệu của con chim anh em nhé thì bên trong của nó đây anh em tháo ra thì hầu như này đó cái tem này nó vừa bung luôn anh em đó nó bẩn anh em để lâu nó bẩn này chưa anh em trên thùng nhá vì à, đây là nó gọi như là Uh, Azai nên này anh em thấy này Đây là một cái chết học đón của Array Để cho người đó Nó làm này và nó sở hữu cho mình Đó là hai tép neo hai tấm neo BMC 450 năm 500 b đầu 8 Của hai tấp neo Đây là con dẹt anh em nhé Số ra đi hầu như mà vạch là còn nguyên bản luôn Anh em có ngắm nhìn là một song tép Gọi như là song tép của con này Đấy, Anh em nhìn thấy chất lượng chưa anh em Các bác nhìn thấy chưa Và cái thứ hai nữa là khi lên thì nó sẽ như thế này Đây Em để cho anh em xem về hình dáng một chút nha đợi 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 một chút cái này nó vào nó phải có khớp anh em ạ nó nó hút cái uh, thành u chuột cái nèo nó nằm chầm anh em này Đúng ạ đấy anh em thấy chưa quá là dã man luôn đấy thật sự mọi người luôn này. đấy nó sẽ vào vào gồm như này đó, và hai nữa là một cái đón tổng như này để cho mọi người đó và đây là bát neo từ từ nhé bát neo từ từ em sẽ ra sau và cái, đây nó còn một cái mạng bảo vệ bát ở ngoài này nữa đó nó lên như này đó anh em thấy chưa như thế này tôi vẹn bên ngoài như thế này nhá thì bây giờ sẽ vào cho anh em uh, thứ nhất đấy. bát thì em nói sao bát con này thì nó chất lượng như thế nào lát nữa em nói cho anh em bông tiêu âm, nó sẽ là bông tiêu âm lông chuột anh em nhé nó tất cả là bông tiêu âm lông chuột bây giờ bật đèn làm phát cho anh em nhìn rõ đấy bên trong nó là bông tiêu âm, lông chuột này tất cả hầu như chi tiết này đây này còn nằm dưới này Họ phóng ra thì em thật các bác luôn là con này về giải tiếp thì khó anh nghĩ luôn thì anh em và đây là phần tần của nó phân tần của bộ street này thì hầu như là phần tần của nó sẽ là tất cả linh kiện được nhập hết tụ jontech, tech nên là anh em không cần phải cùng uh, nói chung là có phân tần thế này rồi thì nó đã chi quay sẵn rồi anh em nhé nó nó đã chi quay luôn cho anh em rồi bát và chét rồi để cho mọi người đó ol một nghìn đây là chữ nhật nhôm này và ba con chữ nhiệt được dưới được bảo vệ bởi một gọi như là cái chống nhiệt đôi khi mà không may chúng ta hoạt động cũng rất cao ấy thì cái này nó sẽ giảm đi anh em nhé nó đỡ bị cháy xuống phần tần và đây là còn cả của bát và cái của cả có chết thì cho mọi người đó đây là một phần tần rất là khủng trên cái bộ này này nhưng mà tất cả hầu như đang kính con luôn anh em thấy không nhìn nó rất là sắc nét đúng không đấy và hai là đây là thương hiệu Spirit mà anh em họ dây nhựa thứ là cực kỳ ngon luôn đó anh em nhìn thấy chưa bộ đây này thì anh em làm rất là nhẹ nhàng và cái thứ ba nữa nó là thùng gỗ thùng gỗ được sơn một lớp sơn nó là sơn sần cát đấy, sơn sần cát anh em này đó và bây giờ trọng tâm của nó sẽ là bát chưa mọi người đó về bát BMC thì nếu như nằm ở các thương hiệu mà không nổi tiếng thì anh em không lo à, Với phải, phải lo thôi Cái thứ hai nữa là dòng bát này thì về cho ra chất lời thì phải nói là đảm bảo cho anh em luôn là cực kỳ hay và ngọt anh em nha 25 côn 76 để chưa mọi người tất cả số seri mã vạch đang còn đầy đủ cho anh em là kể cả như mã bát đây là 10 PS mười Được để cho anh em cái mã bát này được sử dụng trên rất nhiều dòng loa nổi tiếng và cao cấp để cho mọi người kể cả như array để cho các bác nhé đó bát này là như là một dòng bát phải nói là làm tên tuổi của thương hiệu BMC và tất cả bát này là được sản xuất made in Italia để cho mọi người anh em nên nhớ nha made in Italia đấy mã vạch của nó đây đang còn nguyên bản luôn gần nó sẽ là gần ba sóng có tấm dầu cho mọi người offer lõm để chưa các bác đó offer lõm bên trong đó và cặp song tép song tép neo 450 năm cho mọi người có này thì bộ này thì anh em đi thì quá là ngon rồi nói chung thật sự mọi các bác, bác là ok rồi mà nó đang có đồng bộ cá anh em ạ đồng bộ cá luôn thì hôm nay mà tháo ra mà lên cho anh em xem luôn kể cả chết anh em nhé đây nói chung là nó làm kỹ gọn đây đây là song tép của nó này đó anh em nhìn thấy nó ok chứ các bác đó đấy, xong tép neo rồi, bột rồi. cái này để tay tiêm gắn lại xong tép neo nó sẽ đấu theo kiểu là đấu theo theo kiểu nối tiếp anh em nhé được chưa mọi người đấy, đấu kiểu nối tiếp này anh em thấy chưa đấy, tép nó sẽ đấu nối tiếp được các bác đó như thế này và nó sở hữu cho mình nó là hai tép neo bmc xịn luôn cùng với bát và cái công suất của nó đây anh em có thể thấy này đây đọc luôn cho anh em luôn và cái giải của nó sẽ là 60 Hz tới 18 kHz thì cho anh em độ nhạy là 100 dB H <laughs> L này là 100 dB là, là của bát này có cái bát này là cái độ nhạy nó rất là cao này 100 dB này còn giải Z này là 108 dB này tổng mắc SPL là 128 dB có độ lớn âm thanh nó sẽ bao phủ anh em rất là tốt nó thật mọi người là như thế công suất của nó là 300 w là 100 của bass và 150 w là của chết thì cho mọi người đó 300W là 100 của bát này Đây công suất hoạt động AES anh em nhé được cho mọi người 300W Và tiêu chuẩn là 6W Có nghĩa là bình thường lo full bình thường ấy Kể cả những bát bình thường nha Chúng ta thấy công suất tiêu chuẩn của nó chỉ tầm 200 250 thôi Con này nó cao rất là nhiều Đó và cái thứ hai nó đỡ là 16 ôm được cho mọi người 16 ôm nhé Đây 10, 120 Có nghĩa là công suất hoạt động của nó là như thế này Để cho anh em Còn tiêu chuẩn nó là 600W trên một chiếc được chưa các bác đó sơ biết à, -E, 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 thương hiệu phát xít anh em nhé em 1032 ba cho mọi người tất cả đường vách nó sẽ gồm bốn tay tất cả ok hết và cái thứ hai nữa trong bộ này nó sẽ gồm cho anh em đó là hai súp neo ba nội như này anh em ơi hai súp bát neo được chưa anh em súp này cũng có chức năng cho chúng ta chơi ở mid lâu luôn đó có nghĩa nếu như anh em nào mà có thêm súp rồi thì chúng ta có thể là trợ thêm con này có thể là chúng ta sẽ làm lấy thêm uh, giải mít lâu để cho mọi người rất là ok luôn rất ăn năng anh em nhé nên là bộ này anh em ví dụ như bình thường em đi chơi này đó em sẽ gia công thêm cho nó là hai quả xúc kép để cho mọi người hoặc là chúng ta chơi bốn quả thì nó lại khủng quá tùy theo các bác thôi nó nên bộ này rất là dễ ghép cho anh em luôn còn về bắt neo bmc thì hầu như anh em uh, rất là yên tâm rồi còn bây giờ bộ nó thì sẽ gồm một cả mít sơ cả quẹn bộ luôn anh em nhé nguyên bộ cả đấy cả đấy chơi súp và cả đấy bốn kênh chơi tay Được cho mọi người và bàn mít sơ rồi quản lý nguồn là đồng bộ hết của nó luôn. Đấy. đồng bộ hết của nó luôn thì bây giờ em mời anh em thưởng thức qua thì hôm nay cũng vui là có ông anh Đó. ông anh ông anh sự kiện gần đây đánh giá test cho anh em thử một vài ca khúc của bộ này anh em nhé, Nói chung là bây giờ sẽ mời anh em cùng thưởng thức qua một chút. Ok các bác nhá. <laughs> Rơi Khi anh em nghe xong thì những bác nào mà thích bộ này thì hãy liên hệ với bên cửa hàng kỳ giá cực kỳ hấp dẫn chọn bộ luôn cá sấp neo vậy nói thật các bác luôn mình anh em mua những cặp mà bát neo mà sử dụng con này nó rất là mắc tiền rồi được nó là trên đây là Array anh em nhé và cái thứ hai nữa là anh em đã nhớ là bác này thì được sử dụng trên rất là nhiều các loại cái đấy thôi nhưng mà nó thật bác luôn anh em là sự kiện thích bộ này cứ liên hệ cho em cả nguyên bộ luôn cả súc của nó để cho mọi người cả súc của nó này đấy cả đấy cả ấy tất cả mọi người giá rất là hợp lý so với giá như thị trường đang là 105 triệu là trọn bộ đấy anh em ạ nhưng ngày hôm nay anh kỳ sẽ để anh em cực kỳ ngon luôn rất là ngon coi như là chỉ mắc hơn một bộ dàn gia đình một chút thôi anh em chơi sân vườn thì quá thoải mái luôn hay là nếu như bác nào sự kiện thì em hướng dẫn cho anh em lắp thoải mái thật sự mọi người là như thế được chưa mọi người ok nhá anh em đang xem thì cho kia rút la đăng kênh thì uh, những bác nào mà thích có bát này không bây giờ bát này lại ai thì thích không 10 PS 75 để trong bát này để trên uh, nexo dùng rất là nhiều được chưa mọi người đó nhưng mà làm nexo thì anh em biết là giá trị nó theo cái thương hiệu của nó cao như thế nào luôn đúng không mọi người đó nên là ok anh em nhá các bác nào ấy thì cho anh kia đốt like và đăng ký kênh. Hẹn là các bác vào những cái clip tiếp theo. Xin chào mọi người. Xin chào các bác.